Em thân mến, tôi có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em. Hãy nhớ. Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn. Quả thật khiến tôi giật mình. Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: chị đây, hôm nay muốn dầm mưa. Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ. Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc, học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội. Cầu mong em luôn may mắn, luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp. Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, đừng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi. Mà mạnh tay rồi, cũng không để mất lễ nghi. Xin lỗi làm đàn ấy bị thương. Nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình. Cầu mong em không bỏ qua tiểu thiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết. Thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương. Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy, hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước. Người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi. Cầu mong em được sống như mình muốn, không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng. Lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai. Cầu mong em bỏ qua công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào. Cầu mong đường em đi rất dài, rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em. Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ. Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản. Mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên. Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến về sau rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi. Ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Thôi cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.